Ok, xin chào anh em. Chào mừng em trở lại với kênh của mình. Và mình đã quay trở lại anh em đây. Vẫn là mình đây anh em ạ. Thì đợt này là vẫn là cái series gọi là đi bú phê mà anh em đang đợi con game mới. Chứ thật sự mà anh em luôn nằng ná đợt này đứng đổ quá, mình không chơi được anh em ạ. Nếu mà gọi dòng không hay thì mình có thể là mình comeback lại nằng ná ở cái gọi là thời gian sớm nhất anh em nhé. Chứ ngồi cũng thẫn thờ lắm. Đi gọi là làm video mà cứ đi muộn ắc, xong rồi đi bú phê này nó thật sự anh em nó chả có một cái gì đó nó gọi là hào hứng gì cả. Nhưng mà thôi, mình vẫn cố gắng để làm video cho anh em thì chủ yếu là mình phục vụ anh em thôi, chứ thật sự là bản thân mình cũng chẳng có lợi ích gì đâu anh em ạ. Chủ yếu là làm thế nào cho thì mẹ cái game này nó cái kênh này nó phát triển nhở. Nhưng mà mình nghĩ là cái làng lá này không phát triển được cái kênh YouTube được anh em ạ. Chỉ có gọi là mấy anh em chơi với nhau thì mới còn được thôi. Chứ bây giờ không biết là sang gọi rồng. Mình thề mấy anh em luôn là mình không biết. Không phải, mình không có tuổi thơ về cái chuyện gọi là ngày xưa mình chả bao giờ mình đọc cái chuyện Ngọc Rồng cả. Bây giờ cho mình đọc lại khi mình ngại mình không thèm đọc luôn anh em ạ. Thế nên là nhiều lúc mình bảo là không biết là mẹ không biết gì về cốt truyện có chơi được không. Cái lớp nhân vật nó khá là nhiều, kỹ năng nó cũng khá là nhiều. Đâm ra bây giờ game trải nghiệm mình chả biết cái kỹ năng gì, kiểu là nói chung là tung trưởng gì đó. Chịu. Thôi, không nhìn nhằng nằng vòng nữa. Thì hôm nay thì mình cũng được sự cho phép của chủ ác là review con ác này. Đặc biệt là cái kẻ trang nhấp nháy các bạn. Đấy, mình thật sự là khá là tò mò. Hôm nay mình cố gắng mình đột nhập vào mình review cho anh em. Và đặc biệt anh em luôn là đây hiện tại đang là server Raikage anh em nhá, một server mình gọi là rất ít khi bước qua. Tất cả các làng khác thì mỗi làng sương mù là mình bước qua nhiều thôi, còn lại các làng khác thì nói chung là rất ít khi bước qua, kể cả các làng nào cũng thế. Làng cát làng gì mình còn chưa thèm qua nha anh em ạ. Đấy, nói gì làng này anh em. Với cái tên nhân vật là Soha.ambulanke. Ok, như kiểu là anh đập đầu vào lan can ấy nhở. Rồi sao? Anh đập đầu vào lan can, hay còn gọi là ambulanke. Thì trước mặt anh em đây là một con ác là trưởng não tộc trưởng Soha game, trưởng não Soha game. Một con ác là SH, anh đập đầu vào lan can. Thì cái cấp nhân vật là cấp 54.51.46%, có nghĩa là 49% nữa là lên cấp 55. Nói rất dài dòng nhưng mà thật sự là rất là dễ hiểu anh em ạ. Rồi thì để mà đầu tiên thì theo như mọi lần mình review thì cứ vào quả danh đi. Hiện tại con này đang là 26.400 vàng. Danh chung ở đây là danh 7 là cao nhất, thì con ác này thì cũng là danh 7 rồi. Chắc là con này là cao danh nhất rồi. Vòng quay thì đợt này là 2.200. Ok anh em. Em nó có thẻ tháng không? Thẻ tháng thì các server mới thì cũng chỉ mua thẻ vĩnh viễn thôi, thẻ tháng không mua luôn. Thì các server khác cũng thế, đâu giúp kinh nghiệm anh em. Đấy, ngày này đã hôm bây giờ nó còn có cả hạn chót luôn à. Bây giờ quà nạp ngày nó còn cả hạn chót. Mẹ mày, đến 2031 luôn ạ. Game này 15 nữa sập hả anh em? Ôi địch mẹ, quá hạn kinh dị. Hôm nay bạn đã là 700 vàng. Tuần này bạn đã là 3.055 vàng. Tích lũy 4 ngày rồi. Nạp đơn, nói chung nạp đơn thì mẹ cái bổ kinh nghiệm chỉ là chừng như chứ làm việc đeo vậy anh em. Rồi, nói chung là cái danh này ở cái này ở cái quà xem mà mới nó thấy là ok rồi, nhưng mà cái bộ kinh nghiệm nó cho là hơi thốn giá anh em ạ. Rồi xem nào, cấp chế tạo cấp 35, hoạt lực hiện tại đang có 45. Đến bảng xếp hạng à, thôi mình cứ đi review ác đã, tí bảng xếp hạng sau. Hiện tại là con ác này thì nói chung là một con ác xem mà mới, đồ đạc thế này cũng khá là ổn rồi ok rồi anh em ạ. Không chê mà được. Cái action mới này là có bao nhiêu là chúng ta... Ủa? Làng cái người thì đang chạy sắp mặt lên ra, người thì hai quyển. Kinh thật, chắc là phải úp cả lôn anh em. Mình đoán chăm úp cả lôn, chứng tỏ là... gọi là một đại gia clone ngầm ở bên làng Severai. Đấy, ok. Nhìn đẹp thế nhở. Nó khá là cháy nha bạn, muốn xem mà mới khá là cháy luôn. Không chê mà được. Những cái lúc gọi là những cái con ác ở xem mà mới này, đồ đạc họ dồn hết tài nguyên vào những cái cường hóa cũng như là đeo hết lên người rồi anh em ạ. Thế nên là chúng ta gọi là không thể nào so sánh được cái dương đồ của chúng ta xem mà cũ với xem mà mới được. Đấy là cái gọi là câu nói của mình không thể nói điều, nhưng mình nói thật. Không thể nào đem so sánh được. Nhìn thế này khá là cháy rồi. Rồi thì đến xem nào, thợ rèn tách cải trang phải không? Đây,
cả trang gai tử môn mình không có bát dương nên mình không sâu được chỉ số cho anh em, khổ quá anh em ạ, buồn quá, quá là buồn luôn. À, chỉ số thì ở AD thì cũng ốp rồi, thế nên là chúng ta gọi là không quan tâm làm cái gì. Đây chỉ số của Huy là lẽ tránh là 100, chính xác hình như là cũng 100, kháng tất cả 50 phải không? Cứ 1 phút tạo ra hiệu ứng xuyên giáp 2% và chakra, mình như là nhớ là mình đéo là bao nhiêu ấy. Nhưng mà thôi anh em lên fanpage, anh em sẽ gọi là hiểu rõ hơn. Tại vì là mình khổ quá, mình hôm nay mục tiêu của mình là mình đi review con ác này cho anh em thôi chứ. Đợi mình bèm nốt con bướm xuân này đã rồi mình sẽ gọi là cho sang dự phòng và mình sẽ review được anh em ạ. Không có cái gì khó, chỉ sợ đầu óc không động não thôi anh em ạ. Ok. Thì con ác này ở top cao thủ là top 1 anh đập đầu vào lăn can, cấp 54 hệ kiếm. Và top của cải cũng anh đập đầu vào lăn can. Top tài phú thì ở đâu rồi? Top 8 anh em ạ. Rồi, top chuyên cần anh đập đầu vào lăn can đâu ta? Không có. Top gia tộc số hoa game đâu? Số hoa game đâu nhỉ? Đây. Số hoa tem chứ nhỉ? Con này là xoa tem cho mình. What the fuck, mẹ quả tên gì? Tem kiểu này không? Xoa tem. Ui, nãy giờ tôi cứ đọc xoa tem ạ. Mẹ ông nào cũng đặt, chắc là mẹ ông tục trưởng ông đặt tên kiểu này chắc là kiểu bị hoa mắt anh em ạ. Làm nào chúng ta xem top tài phú nào. Ngọt, ngọt là full 14. Nói chung là có cái vũ khí 16 là không thể nào chê được, không ác này không thể so sánh được với ác kia rồi. Ác này mới có cấp 14, ác kia là cấp 16 luôn rồi. Tài phú là một cái gì đó chỉ gọi là ok thôi. Rồi, ông này đeo dự phòng. Vũ khí nói chung là được cái này mất cái kia anh em ạ, mấy ông này được cái này mất cái kia. Chi và club. Mấy thằng anh tôi đâu nhỉ? Nghe đồn mấy thằng anh tôi thì mẹ ác lắm mà. Không biết là mấy thằng anh tôi là cái tem nào nhưng mà thôi kệ mẹ đi. À, chịu, chắc là cày thật vui thôi. Không sao, chết chưa nhỉ? Ui trời ơi, vẫn chưa chết anh em ạ. Vẫn chưa chết. Cái thời gian để làm video mà tôi gặp cái con bướm sân này nó hơi bị mất thời gian anh em ạ. Rồi, hít mana. Hết mana bầu sao nhưng mà cái này có chơi đâu. Rồi ok, được 50k bạc. Ok anh em, chuyển tiếp. Ê, bây giờ thì chúng tôi sẽ gọi là ấn vào đây sử dụng đấy, nhưng mà lại đéo cất được cái vũ khí. Không sao, chúng ta đứng chơi đi. Nhưng mà lại không đeo được nên vật anh em ơi. Mẹ cái mũ này tôi lại phải làm sao đây? Thôi ta, chúng ta cứ đứng ngắm này đi nhỉ, chấp nhận cuộc sống đi. Cuộc sống mà anh em, mình quên mình không muốn bắt dương. Đấy, bao nhiêu lần làm video rồi nhưng vẫn cứ quên một cái gọi là bắt dương. Nhưng mà thôi, đã vào được ác người ta rồi còn đòi bắt dương làm cái gì. Mẹ vào bắt dương tí mất đồ người ta chửi bỏ mẹ anh em ạ. Và một con ác siêu phẩm xem vào mới top 1 cao thủ và vũ khí 16 và cải trang Huy Tử Môn. Cái kiếm nó đã cháy rồi, nhân vật càng cháy thêm anh em ạ. Mắt thằng cha này không có con người à? Chết. Được quả lông mày rậm thế nhỉ? Anh lông mày rậm mà chúng ta. Nhưng mỗi tội là đầu to nhưng mà đít như quả nho anh em ạ. Đứng như kiểu khum 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 anh em ạ. Cái AD cho cái nhân vật mà cái thế nhìn nó xấu đéo chịu được anh em ạ. Đấy, quên từ nãy giờ review, quên không là review con sách 17. Cháy quá anh rồi. Và tôi sẽ vào thợ rèn tách cả chan xem con ác lên được những cái gì rồi. Huy Tử Môn này, mắt lục đạo tòa su Yamato này, lô en văn lang này, Hokage gai thường này. Đấy, đây là thầy gai chúng ta và đây là thầy Huy của chúng ta. Cái Huy mới gai đi mẹ, cứ kiểu chơi chữ nhưng thực ra là một anh em ạ. Asuma, còn lại là có Rabura, còn lại là cả trăm tinh thạch em ạ, và Jetsu nữa. Nói chung con ác này khá là ok rồi, không chê đâu được. Và cũng đang xài bùa luôn, sầm 100 luôn anh em ạ. Chứng tỏ con ác này đang muốn đua đến cái gọi là hệ thống 6x.
đang muốn đua lên 6X. Con ác này món ác trải nghiệm của xe bàn mới khá là kinh dị. Để mà nói xe bàn mới ra cầy như thế này là khá là cháy rồi anh em ạ. Đầu tư không ít. Đầu tiền đầu tư vào con ác này tuy ít nhưng mà tiền mua đồ hoặc là mua sách các thứ kiểu thì không thể ít anh em ạ. Có thể nó gấp 4-5 lần luôn ấy. Đừng có đùa mình là chùa, chúng tôi không có đùa đâu. Tôi nhìn nhận. Bây giờ kẻ mà con ác Hashiyama ấy, nó mà có cái quy tử môn là mẹ tôi đéo có dám bán đâu. Nhưng mà tôi nói thật là AD không búp sớm, AD mà búp tôi là bây giờ tôi vẫn chơi rồi. Nhưng mà thôi tôi bán ác rồi. Chúng ta không nên ăn mày quá khứ anh em ạ. Ăn mày làm cái gì. Thôi chúng ta lên tạm dừng clip tại đây thôi nhỉ. Đấy, thế này khá là ok rồi. Anh em còn đòi hỏi gì nữa không? Một con ác top ở xe và Raikage và quy tử môn này, sách 17 này, vũ khí 16 này, anh em còn đòi hỏi gì nữa không? Chả cần đòi hỏi gì nữa không? Ui, mẹ lông vĩ thú, tôi vừa nhìn tôi tưởng 9.000, nếu mà 9.000 tôi mua hộ chủ ác luôn rồi. Rồi bye bye anh em nhá. Hẹn gặp anh em những clip tiếp theo. Để anh em ấy thấy hay cho mình một like subscribe kênh của mình nhá. Cảm ơn em rất nhiều.